Văn hóa và con người Maya từ lâu đã thu hút sự tò mò của đa phần các nhà khảo cổ trên thế giới bởi sự bí ẩn. Trong đó, Chichen Itza mang một quá khứ vừa rực rỡ văn minh, vừa thê lương bạo tàn. Những công trình có mối liên kết chặt chẽ với các vì sao, những hiện tượng đặc biệt xuất hiện vào hai ngày phân trong năm, cùng tục lệ tế lễ thần linh vô cùng khó hiểu từng diễn ra ở đây, đã biến Chichen Itza trở thành một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất để nghiên cứu về nền văn minh Maya cổ đại. Chichen Itza là thành phố nơi người Maya sinh sống từ những năm 600. Trong tiếng Maya, Chichen có nghĩa là miệng giếng, còn Itza là của người Itza. Chichen Itza có nghĩa là miệng giếng của người Itza. Sở dĩ nơi đây có cái tên như vậy vì Chichen Itza nằm trong khu vực khô hạn của Trung Mỹ. Nguồn nước chủ yếu lấy từ những hang động trên núi đá nham thạch gần đó nên mới được gọi bằng cái tên như vậy. Nghiên cứu về nền văn minh này, các nhà khảo cổ học đã đưa ra giả thiết về khu vực địa lý linh thiêng là lý do khiến người Maya xây dựng nền Chichen Itza. Theo các nhà khảo cổ, giữa các cảnh quan bên dưới mặt đất và các công trình xây dựng của người Maya đều có một mối tương quan mật thiết. Do đó, các công trình của người Maya luôn được xây dựng gần hoặc ngay trên các hang động, đường hầm hoặc hố sụt tự nhiên. Theo quan niệm của họ, các hang động là nơi bóng tối vĩnh cửu ngự trị, đồng thời cũng là nơi sinh sống của thần linh, cụ thể là Chaak, vị thần ban mưa. Nếu không duy trì được sự cân bằng giữa chúng, bất họa và tai ương có thể sẽ xảy đến với người dân nơi đây. Ngược lại, sự giàu có về đất đai, mùa màng và những cơn mưa sẽ được thần ban tặng cho người Maya nếu họ biết phép tắc. Tại Chichen Itza, kim tự tháp Kukulcan còn được gọi là El Castillo, có nghĩa là lâu đài, được biết đến là nơi nổi tiếng và thiêng liêng nhất. Kukulcan không chỉ là ngôi đền thờ thần rắn linh thiêng mà còn là trung tâm đài thiên văn của người Maya cổ đại. Kim tự tháp có chiều cao 24m với ngôi đền cao 6m được xây trên đỉnh. Xung quanh Kukulcan là 4 mặt đối xứng, mỗi bên có 91 bậc thang, cộng với phần đàn tế ở đỉnh tháp là 365 bậc, tượng trưng cho các ngày trong năm. 52 phiến đá được dùng để xây dựng nền kim tự tháp, biểu hiện cho vòng luân chuyển 52 năm theo lịch Maya. Chính kích thước tuyệt đối này tạo nên sự khác biệt của kim tự tháp Kukulcan so với các địa điểm khảo cổ khác trong khu vực. Như đã nhắc đến trước đó, đền Kukulcan mang tên vị thần chính của người Maya, thần rắn. Theo nhiều giai thoại cũ, Kukulcan là một con rắn lông vũ ngự trị trong hang động trước khi nổi lên trong một trận động đất. Do đó, việc xây dựng đền thờ thần Kukulcan trên đỉnh tháp như một phần tín ngưỡng tôn giáo của người Maya. Ngôi đền được thiết kế đặc biệt vào những ngày xuân phân và thu phân. Ánh nắng của mặt trời lúc hoàng hôn khiến bóng của đền thờ đổ xuống tạo ra hình ảnh của một con rắn lớn đang trườn xuống. Đây có lẽ là điều bí ẩn và độc đáo nhất trong kiến trúc cũng như quan niệm của người Maya. Chưa dừng lại ở đó, khi đứng dưới chân kim tự tháp, bạn chỉ cần vỗ tay bên ngoài là có thể nghe thấy tiếng vọng từ bên trong giống như tiếng hót của Quetzal, một loài chim linh thiêng của người Maya. Đây là chim được người Aztec, người Maya cổ đại vô cùng tôn kính, là biểu tượng của lòng tốt và ánh sáng. Trong đoạn video được quay từ bên ngoài kim tự tháp Kukulcan, một hướng dẫn viên thử liên tục vỗ tay và nghe thấy âm thanh vọng từ bên trong như điệp khúc về tiếng kêu của loài chim. Được biết, âm thanh lạ này đã mê hoặc những chuyên gia âm học kể từ khi người ta bắt đầu ghi âm lại vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Đến nay vẫn chưa ai chứng minh được liệu các kiến trúc sư xưa khi tạo nên kim tự tháp đã cố tình thiết kế như vậy hay đơn giản chỉ là một sự tình cờ. Chichen Itza
nhờ đó mà đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của các chuyên gia âm thanh vào năm 1998, sau khi một kỹ sư âm thanh có tên David Lukman đến California thu âm lại. Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà chuyên gia âm thanh khác tới thăm địa điểm của người Maya và tự mình trải nghiệm. Thậm chí, một số người bắt đầu nghiên cứu. Nico Delec, một chuyên gia âm thanh đến từ Đại học Ghent của Bỉ, là một trong số những người như vậy. Sau khi nghiên cứu cấu trúc của kim tự tháp, thực hiện nhiều phép tính và thí nghiệm khác nhau, Delec cùng đồng nghiệp của mình kết luận, tiếng vang được tạo ra bởi phòng giống ở trên cùng công trình. Nhưng cả nhóm không lý giải được tại sao âm thanh phát ra lại giống tiếng kêu hót của chim đến vậy. Một điều thú vị khác ở chỗ, nếu bạn hét lên và đánh trống bên ngoài tòa tháp, sẽ nghe thấy những âm thanh khác hoàn toàn so với việc vỗ tay. Và khi việc phân tích còn gây nhiều tranh cãi, chuyên gia Delec còn phát hiện thấy khi mọi người leo cầu thang của kim tự tháp sẽ tạo ra tiếng vang như tiếng mưa rơi vào sổ nước. Vốn dĩ thần mưa đóng vai trò quan trọng trong văn hóa người Maya cổ đại, bởi vậy có thể đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngoài kiến trúc đáng kinh ngạc đó, những kim tự tháp ở Chichen Itza được xây dựng đồng thời đã trở thành nơi cất giấu của rất nhiều kho báu. Trong lúc các nhà khảo cổ dùng kỹ thuật chụp quét ảnh điện tử để tìm kiếm những đồ vật bên trong các kim tự tháp này, họ đã phát hiện ra có một kim tự tháp nhỏ hơn nằm bên trong, tạo thành hai lớp kim tự tháp. Nhưng hiện nay họ lại cho biết đã phát hiện được thêm một cấu trúc thậm chí nhỏ hơn nữa ẩn giấu bên trong hai lớp kim tự tháp này. Nhà khảo cổ Dennis Lorenia Agot nói, nếu chúng ta nghiên cứu công trình này trong tương lai, thì nó có thể cho chúng ta biết về những người định cư đầu tiên tại di chỉ Chichen Itza. Liệu đây có phải là bằng chứng cho thấy rằng người Maya không phải là những người đầu tiên sinh sống tại đây hay không? Rằng họ đã phát hiện ra địa điểm bỏ hoang này và xây dựng một kiến trúc mới bao phủ lên những cấu trúc đã có. Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một miệng giếng tự nhiên nằm ở cầu thang chính phía tây bắc cửa đền, đồng thời phát hiện ra văn hóa đời sống tâm linh của người Maya cổ đại. Đó chính là giếng thần. Len Thompson, một nhà thám hiểm Mỹ, là người đầu tiên mua lại được một giếng thần, được cho là cánh cửa thông với thế giới thần linh, đã giải đáp những thắc mắc về sự tôn thờ nước của người dân Maya cổ đại. Đối với tiền nhân Maya, nước kết nối cuộc sống với thế giới tâm linh. Các miệng giếng cũng là nơi diễn ra nghi thức cúng tế thần linh. Theo các văn bản cổ đại của người Maya, tình trạng hạn hán là sự trách phạt của thủy thần. Để xua tan cơn thịnh nộ đó, người Maya phải tìm một cô gái đồng trinh để cúng tế. Ngày xưa quan niệm rằng cô gái khi được vứt xuống giếng sẽ trở thành người hầu của thủy thần, được ăn ngon mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Do đó nơi đây được xem là nghĩa trang dưới nước khi đã nhấn chìm biết bao sinh mệnh của các cô gái trẻ. Đó cũng là lý do Chichen Itza được gọi là một trong những khu vực thê lương và tàn bạo nhất của Tân Lục Địa. Điều không ngờ cuối cùng tại đây là một đài quan sát thiên văn của tiền nhân Maya được gọi là The Snail, mang hình dạng xoắn ốc bên trong. Các lỗ hở trên tường và mái vòm của nó hướng về phía sao kim và thẳng hàng với các ngôi sao nhất định ở những ngày cụ thể là xuân phân và thu phân. Đặc biệt tại đây, người Maya thực hiện các quan sát, các hiện tượng thiên văn mà không cần bất kỳ loại thiết bị nào. Điều mà ngay cả ngày nay chúng ta sở hữu những kiến thức uyên thâm cũng không thể làm được. Dường như đó là những công việc quen thuộc nhưng quan trọng đối với người dân nơi đây lúc bấy giờ. Cho nên cấu trúc của các công trình mới có mối liên kết mật thiết với ngày phân và các vì sao đến vậy. Để hiểu hết được mục đích cũng như giải mã các bí ẩn ly kỳ đằng sau thành phố cổ đại này, có lẽ chúng ta có phải đồng hành cùng nhau nhiều hơn trong những video sau trên kênh Thế Giới Cổ Đại. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.